Đây là Nân ạ. Bạn ấy là hát về cho Ngọt ngày hôm nay. Và bạn ấy có, mình có hỏi là đâu là bài thích nhất của Ngọt. Và bạn ấy trả lời là bài sau đây, là bài tên là Bí Khuộng. Cảm ơn các bạn nhiều ạ, bây giờ mình cua, lâu lại vui quá.